Kính thưa quý vị, thời điểm này trên các tuyến sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao đang rất náo nhiệt khi nhiều người dân bắt đầu thả lưới bắt cá bông lau. Đây là loại cá da trơn thon dài, da trắng mịn, nổi bông phấn, thuộc loài di trú, đặc sản của dòng Mekong và được xếp vào loại quý hiếm. Theo các ngư dân, mỗi năm cá bông lau xuất hiện một lần từ tháng 11 và kéo dài sang tháng 3 đến tháng 4 năm sau. Loài cá này thì thích sống ở những đoạn sông là sâu, vịnh lớn, ngã ba sông và thường kéo nhau thành bầy kiếm ăn. Theo ghi nhận, năm nay do sản lượng cá ít nên giá tăng cao kỷ lục. Tại các chợ đầu mối ở một số tỉnh miền Tây, tiểu thương bày bán cá bông lau cắt khúc với giá 500.000 đồng một kg, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Riêng cá bán nguyên con dao động từ 400.000 đồng đến 420.000 đồng một kg. Theo các thương lái gần đây, cá bông lau được nông dân nuôi thành công ở vùng nước lợ của tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn chuộng cá ngoài tự nhiên hơn. Chính vì vậy, cá bông lau do người dân đánh bắt ngoài sông luôn đắt hàng và được thương lái tranh nhau mua. Hiện đang vào cao điểm nên người dân đánh bắt ngày đêm.